thiền định và bát nhã, phương hướng tu hành. Ân sư từ bi dặn dò, thiền định chính là thanh tịnh. Người hiện tại suy ngẫm nhiều, phiền não nhiều, cách nghĩ nhiều. Bởi vì có cái tâm phức tạp như vậy, nên mới diễn biến, sinh ra đủ các thứ bệnh tật. Đồ Nhi ơi, mỗi ngày phải cho bản thân mình một ít thời gian để tĩnh tư, lắng động, chớ có để cho cả một đời người của con chỉ có bận rộn và chạy không. Thiền định cũng là một thứ đối mặt. Khi con nguyện ý chịu đối mặt với tất cả mọi việc, những tâm trạng, cảm xúc của con chẳng tồn tại thì vấn đề cũng chẳng tồn tại. Con chỉ là một cái không. Không thì có thể chứa soi vật, có thể dung nạp bao dung tất cả mọi thứ. Cho nên thiền định còn gọi là tâm bình thường. Thánh hiền bởi vì có cái tâm bình thường nên trong những việc lớn nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt của họ thường có thể đem vạn cảnh hóa thành một cảnh. Đồ Nhi ơi, phải hiểu rõ ngọn nguồn gốc rễ của tâm niệm, chuyên nhất tâm tư, quán triệt ý chí, nhất tâm nhất ý mà tu hành. Phản tịnh suy ngẫm thể hội xem bản thân mình là thật sự tu hành hay là đang tham gia, hùa vào cho náo nhiệt, qua loa ứng phó cho xong chuyện. Bởi vì chuyên tâm nhất ý cũng là một thứ thiền tu. Còn tam bảo tâm pháp mà tổ sư đã truyền thì là chế tâm nhất xứ, tức là tập trung tâm ý vào một chỗ, đạt đến pháp bảo thượng thừa, không loạn, không bận. Tâm đầu của người hiện nay đều cứ hay vì mãi vướng mắc một việc mà ăn cũng nuốt không trôi, ngủ cũng chẳng ngủ yên, toàn trải qua một cách buồn khổ, phiền não, chẳng cách nào nhẫn chịu nổi. Vì sao vậy? Bởi vì sinh mệnh của họ đã trước tướng rồi, dẫn đến cuộc sống đánh mất đi trật tự. Nay nếu đã đến học đạo, tu đạo rồi thì phải biết tu về lại những tư tưởng đúng đắn, an đốn cái thân tâm buồn khổ, sửa thói hư, bỏ tật xấu, thì mới cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái. Sự tu hành như vậy mới được xem là đã vào cửa, thiền định mới là đã đắc khiếu, chuyên chú mới có thể hoàn thành việc. Một cái tâm nếu đã không an định rồi thì phương hướng đương nhiên dao động không định. Đặc biệt là các con, những người mà thân là tiền hiền thì càng phải khiến cho tâm mình an với hoàn cảnh mà mình đang ở trong đó. Cũng duy chỉ có sau khi định, tịnh, an rồi thì mới sanh phát nhiều trí tuệ, không dẫn đến việc lấy mù dẫn mù. Chí pháp thuyền Bạch Dương này mới không lắc lư chồng chành trao đạo. Cho nên nói, tu đạo nhất định cần có công phu thiền định tốt. Không những trên việc đãi người xử sự có thể nắm bắt khống chế được tâm trạng cảm xúc, mà trong việc cộng sự cũng có thể ứng đối một cách viên dung. Thiền định chẳng phải là ngồi yên ở đó bất động, trong tâm thì lại tạp tư chẳng dứt. Thiền định là một thứ triển khai an nhiên. Bởi vì có cái tâm an ổn, cho nên có trí tuệ nhìn thấu sự vật của trời đất, thì có thể gặp chuyện chẳng loạn, chẳng gấp, chẳng hoảng. Chúng ta tu bàn đạo không suy đoán thiên thời, cũng chẳng vọng thảo luận suy xét hình tượng, chỉ cần thật thà mà tu hành, nhập tướng mê tướng, thì tâm trạng dễ dao động không an định, chẳng rời chẳng nhập, tùy hỷ tự an tường. Một niệm động thì lục tặc khởi tạo sóng gió. Vị chân nhân của tự thân mình bèn mê mất phương hướng, bèn đã rơi vào ma chướng. Thường trì tụng chân ngôn cũng là một loại phương pháp của thiền định. Bởi vì thế cục hiện nay tạp loạn, lòng người dễ dàng dao động lên xuống thất thường. Thường hễ trong sự không lưu ý đến thì bị khốn đốn hoặc chẳng biết làm thế nào. Cho nên mới phải nương vào việc trì tụng chân ngôn để đạt đến tác dụng an tâm định thần. Trí tuệ bát nhã không phải là vô duyên vô cớ mà đến, mà là sản sinh ra
khi con dựa theo thiên tánh bổn tánh tự nhiên mà đi làm. Sinh mệnh tràn ngập những biến số, sinh mệnh đã tích lũy kinh nghiệm qua thì giống như quyển bách khoa toàn thư ghi chép vô số những kết tinh của trí tuệ. Có người trưởng thành trong những biến số, cũng có người tụt lùi trong các biến số. Người mà có thể không lo sợ những sự tôi luyện và khảo nghiệm, trải qua nhiều lần những đấu tranh gian khổ, thì có thể sáng tạo ra trí tuệ miên man chẳng dứt. Chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phải biết quan tâm chiếu cố đến bổn tâm. Có thể nhận biết được bổn tâm mới có cơ hội đạt bổn hoàn nguyên. Trí tuệ lúc này chẳng phải là sự thông minh mà thế tục hay gọi đâu đấy. Pháp vô định pháp, chúng ta phải làm trống không cái tâm ấy mới hiểu được cái đạo của sự hoạt bát lung linh. Phát hiện ra cái mà bản thân mình thường dùng là cái nhân tâm hay phân biệt, chứ chẳng phải là trí tuệ bộc lộ ra từ tự tánh, cho nên mới có sự phán đoán sai lầm. Sức ý chí kiên định lâu dài như là lửa, trí tuệ như là nước. Nếu như lửa chẳng có nước để chế ngừng thì sẽ càng mãnh liệt, cuối cùng sẽ thiêu người đốt vật. Do đó, chúng ta làm việc phải dùng lý trí, chớ chẳng phải dùng hết sức ý chí ngoan cường. Chớ có oán trách sự không thuận lợi như ý của môi trường hoàn cảnh. Chỉ có nếm khắp mùi vị thế gian mới có cơ hội mở trí tuệ. Cũng bởi vì đã đau qua rồi nên mới biết không hướng vùi đầu vào trong cái khổ nữa, biết chuyển đổi lập trường và góc độ. Chúng ta chỉ cần dùng cái tâm chân thành, lễ kính đi đối mặt với mỗi một cảnh giới thì sẽ có thể đi khắp những nẻo đường thế gian, muôn vàn khó khăn cũng chẳng oán. Các con cảm thấy tu hành là gì? Là không ngoài một cái tâm này. Tâm phân làm rất nhiều loại: trên mặt tâm tánh, trên mặt tâm linh, trên mặt quan niệm. Mỗi một cái đều không thể qua loa được. Các con có quan niệm đúng đắn hay không? Đắc đạo chẳng phải gọi là tu hành. Hãy hỏi từ bản thân con xem, tu hành, con đã thể ngộ được những gì? Sự thể ngộ chẳng phải là nghe người khác nói, mà là ở chỗ con đã ngộ thấu những gì rồi. Lại nói trở về lại cái tâm, con mỗi ngày có nghĩ đến không? Mình muốn làm gì? Có một sự quy hoạch hay không? Cũng giống như vẽ tranh vậy, phải có một sự phác họa, vậy thì mới vẽ ra bức tranh đẹp. Như vậy thì các con mới sáng tạo ra thánh nghiệp đẹp đẽ, chớ chẳng phải là đang tu hành một cách mù quáng. Có lúc còn chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa. Tu là tu cái gì? Hành là hành cái gì? Phải tách ra mà nói. Tu là sửa bỏ những tánh khí thói hư tật xấu, sửa đổi những tập tánh không tốt để nâng cao bản thân. Hành là hành vi đoan chánh. Cái mà hành ra có phải là phương hướng đúng đắn hay không? Như thế thì con đường mà mình đi ra mới có phương hướng. Mỗi một người trong quá trình tu hành sẽ gặp phải rất nhiều những khảo nghiệm, những chướng ngại, khốn khó. Thế nhưng phải suy ngẫm kỹ càng, đấy đều là những điều không viên mãn mà lụy kiếp mang lại, đều phải đột phá, hóa giải trong kiếp này. Con có từng nghĩ qua chưa? Con đến để làm gì? Cớ sao phải đến vậy? Một kiếp này con đã làm những gì rồi? Mỗi một đồ nhi đều có căn cơ của họ, chớ có mà xem thường bất cứ ai cả. Thân là người thì đều có sự tu dưỡng, tố chất đạo đức của họ, chớ nếu không thì sẽ không có thân người. Chúng sanh trong xấu nẻo thì thân người khó được. Thân là những người của thời Bạch Dương Ứng Vận thì đều có nhân duyên của họ, đều có cách tu của họ mà họ phải đi hành. Đấy là một khóa học. Cái khóa học này có thể kết thúc hoàn thành viên mãn hay không thì phải xem coi mỗi một chúng sanh tu như thế nào. Phải hiểu những điều này mà thầy đã nói. Vào lúc đêm sâu, con hãy ngẫm nghĩ mà xem. Ở trong sự tu hành bận rộn, có lúc khi tịnh
thì tâm linh hãy lắng đọng xuống mà suy ngẫm xem mình hôm nay có chỗ nào làm chưa tốt. Như vậy thì con bạn sẽ mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi năm mỗi tiến bộ hơn. Trên mặt tâm tánh bạn sẽ có sự nâng cao. Đạo trường của thời hiện nay thì không bằng lúc xưa ban đầu. Chất lượng cuộc sống nâng cao rồi thì quan niệm cũng sẽ khác đi. Trước kia khá ư là thuần phát, rất nhiều các đồ nhi đều từ các nơi làm việc mà từ từ tiến vào đạo trường. Thánh nghiệp cũng là một trách nhiệm thần thánh. Khi họp lại với nhau thì ở nơi công tác cũng sẽ đi độ người. Đạo lý của đời người thật ra rất thâm thúy, trong một thời gian ngắn thì cũng nói không xong. Vẫn là ở nơi thể ngộ của mọi đồ nhi. Những thứ của bản thân mới là của bản thân đấy, chẳng đem đi được, cũng chẳng cho các con được. Đời người là từ bản thân mình đi ra đấy. Hãy quay đầu ngẫm nhớ lại lúc còn trẻ xem con đã làm sai những chuyện gì, đã lãng phí thời gian tốt đẹp. Vẫn may là đã tìm thấy con đường trở về nhà. Thầy tặng cho mọi đồ nhi một câu nói: vạn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo mình. Hành công lập đức là căn bản của sự tu hành. Nâng cao bản thân, soi sáng người khác thì mới sẽ không uổng đến nhân gian một kiếp này. Các con hãy nắm bắt ngay lúc ấy mà sáng tạo thánh nghiệp của bản thân. Chớ có nghĩ muốn người khác giúp con điều gì, mà hãy hỏi từ bản thân: con có thể giúp người khác những gì? Con có thể vì chúng sanh làm những gì? Có bao nhiêu chúng sanh vẫn còn chưa gặp đại đạo, vẫn còn chưa cầu chân lý? Đấy mới là trọng điểm. Con đã đắc đạo rồi, nhưng có thể ngộ được sự tôn quý của đạo hay không? Thầy nói đến đây thôi.